Bé Bự thân chào các bạn. Hôm nay bé Bự trở vào bếp để share với các bạn một cái món chay nhân. Đó là cái món chả hấp chay. Các bạn thấy miếng chả có ngon không nè? Rất là mịn và dai dẻ, cũng không có thua gì chả hấp mà mặn nha các bạn. Các bạn thấy ngon không? Rồi, bây giờ bé Bự mời các bạn vào bếp nha. Nguyên liệu đầu tiên là mình sẽ dùng đậu hũ. Đậu hũ này là bé Bự mua organic mà mua ở Costco đó các bạn. Đậu hũ này rất là ngon nha. Rồi mình có nấm mèo, bún tàu nè, bột nêm chay nè, đường nè, cà rốt nè, cho nó có màu sắc cho nó đẹp đó các bạn. Riêng củ hành hương, nếu các bạn ăn chay trường thì mình có thể dùng baro, còn cái này là bé Bự ăn chay mà cái kiểu không có dùng thịt thì mình sẽ dùng hành với tỏi nha. Rồi bé Bự cho một chút, dùng một chút chao với tiêu thôi. Thì bé Bự sẽ lấy cái đậu hũ này ra. Rồi cái này là bé Bự đã rửa rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ cho vô cối rồi mình xay. Mình không cần phải dắt cho nó ráo đâu các bạn. Đó. Rồi mình sẽ sắc củ hành nha. Củ cà rốt thì mình sẽ sát sợi, xong rồi mình cũng sát nhỏ nhỏ lại. Rồi cái bún tàu thì mình cũng sát sợi lại. Cái này bé Bự dùng là một lọn đó, lọn bún tàu. Mình sẽ cho vô đây. Rồi cái này là nửa hộp nấm mèo. Thôi mà ngâm nó ra là bao nhiêu đây đó. Bé Bự còn quên nữa, cái nguyên liệu mà không thể thiếu đó là cái bột bắp nha các bạn. Bột bắp để mình tạo cái sự kết dính đó các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ xay cái đậu hũ này nha. Mình sẽ xay cái đậu hũ này cho thật là nhuyễn nha các bạn. Rồi, đậu hũ của mình nhuyễn rồi. Thì mình sẽ lấy cái dao này ra và mình sẽ ướp ở trong này luôn. Bây giờ kế tiếp là mình sẽ bắt chảo lên và mình sẽ xào nha các bạn. Rồi, chảo nóng thì mình sẽ cho dầu vô. Rồi, mình sẽ cho vô đây chừng một muỗng canh tỏi nha các bạn. Rồi mình sẽ cho hành vô. Nếu mình ăn chay trường thì mình dùng baro nha các bạn. Rồi khi mà hành tỏi nó đã thơm rồi thì mình sẽ cho cái nấm mèo vô này mình xào. Mình sẽ nêm vô đây là 2 muỗng cà phê bột nêm chay nha các bạn, với 1 muỗng cà phê đường, với tiêu. Tiêu bé Bự thích cho cái tiêu mà nó miếng lớn lớn một chút cái xíu đó các bạn, rất là ngon. Tiêu khoảng chừng nửa muỗng cà phê nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho cái cà rốt vô. Rồi mình trộn vô trong cái đậu hũ này. Mình sẽ cho vô đây, mình cho một cục chao này thôi nha các bạn. Rồi mình tán vô.
rồi mình sẽ cho hết cái bún cò này vô. Đồng thời đó là mình sẽ cho vô đây là 2 muỗng canh bột bắp nha các bạn. 1 2. Để tạo cái độ kết dính đó các bạn. Cái cối xay này chứ tiện lắm nha các bạn. Mình xay xong rồi mình vớt mình ướp ở trong này luôn. Cái bự thích tiêu, thành ra cho thêm miếng tiêu nữa đi. Đậu hũ thì cũng đã chín rồi. Rồi mình nấm mèo mình cũng xào rồi thì mình cũng có thể thử được nó nha các bạn. Mình nhích một chút xíu gì mình thử nha. Coi nó vừa miệng chưa hay là có cần phải thêm gì nữa không? Cái bự thì thấy mình cần phải thêm một muỗng cà phê bằng bột nêm chay nha các bạn. Cho nó đậm đà. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ thoa khuôn. Bé Bự hấp ở trong cái khuôn này đây. Thì bé Bự sẽ cho vô đây là một chút xíu dầu. Mình thoa đều qua bên cái dành này. Rồi mình lót cái giấy nến đó các bạn nha. Đó. Rồi. Rồi mình sẽ cho hết cái này vô đây. Đó. Rồi mình sẽ ban cho nó đều ra. Và mình sẽ đem đi hấp. Các bạn biết không, cái này tùy theo cái khuôn của các bạn nha. Cái khuôn này thì nó cũng không có dày lắm. Bé Bự hấp á, là 25 phút cho tới 30 phút. Nếu như á, mà các bạn không có cái chỏ tre giống như bé Bự gì thì các bạn sẽ phải đậy cái này lại để cho nước nó đừng có rỏ xuống nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ hấp nha. Mình hấp với lửa lớn luôn. 25 minutes, counting down. Bây giờ là 25 phút đã trôi qua, mình sẽ mở ra mình check. Nhưng mà bé Bự thấy ở trên này nó còn chưa có được chín thì mình sẽ hấp thêm là 5 phút nữa nha các bạn. Trong thời gian chờ đợi cho chả chín thì mình sẽ làm cái màu để mà mình quét lên trên cái miếng chả cho nó đẹp. Thì bé Bự sẽ dùng là 1 muỗng cà phê bột bắp nha các bạn. Bé Bự cũng sẽ dùng dầu màu điều nha các bạn. Cho 2 muỗng dầu màu điều. Rồi mình quậy với bột bắp này để mà mình phớt cái mặt chả. Các bạn thấy giống cái màu trồng đỏ không? Rất là ngon. Rồi sau 30 phút thì mình sẽ xôm thử nha các bạn. Thử coi coi cái chả của mình đã chín chưa. Thì bé Bự thấy chả cũng đã chín rồi. Thì bây giờ bé Bự sẽ quết cái màu trứng lên vừa đủ. Rồi mình sẽ hấp thêm 5 phút nữa. Sau 5 phút thì cái chả của mình nó đã chín rồi nha các bạn. Thì bây giờ bé Bự sẽ tắt lửa và mình để cho nó thật là nguội rồi mình mới lấy ra. Này đó. Các bạn thấy chả của bé Bự có hấp dẫn không nè. Sau nửa tiếng thì chả nó đã nguội rồi. Thì mình sẽ lấy ra và mình sẽ cắt thử ra coi coi cái chả mình nó làm sao nha các bạn.
thì bé Bự sẽ ba làng nha. Đó, đây, rồi mình sẽ lấy cái miếng giấy này ra. Đó, bây giờ thì mình sẽ lấy cái tay mình lật lại cũng được, các bạn thấy không? Đó, miếng chả rất là dẻo mà dai mà ngon lắm. Rồi bây giờ bé Bự sẽ cắt ra cho các bạn coi nha. Đây, các bạn thấy chả mà dẻo dai mà ngon không? Các bạn thấy không nè? Các bạn thấy sao? Các bạn thấy cái miếng chả của bé Bự có hấp dẫn không nè? Rất là dẻo dai mà ngon lắm nha các bạn. Đâu có thua gì chả thiệt đâu, phải không? Cái chả này thì mình sẽ nấu một nồi cơm tấm nha. Rồi mình ăn cơm tấm chả các bạn ha. Rồi bây giờ bé Bự mời các bạn nha. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp các bạn ở cái món ăn kế tiếp. Bé Bự chào.